Tin tổng hợp trưa ngày 1 tháng 6 Ông Biden, Mỹ đang cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa và vũ khí tiên tiến hơn. Tình hình ở thành phố Severodonetsk không khả quan cho Ukraine. Ukraine miễn nhiệm Ủy viên Nhân quyền liên quan đến việc xử lý các thiếu nại Nga tấn công tình dục. Liên minh châu Phi cảnh báo kịch bản thảm họa về lương thực do chiến tranh Ukraine. Xoa dịu Nga là ngu ngốc, Sử gia hàng đầu Zamoyski đưa ra quan điểm sau so bình luận của Kissinger. Mỹ, New Zealand cùng quan ngại về tham vọng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Dịch động mùa khỉ lan đến Hungary, Na Uy. Nổ tay mỏ than vùi lấp nhiều người ở Colombia. Thu Lâm xin kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp trưa ngày 1 tháng 6 của DKN TV. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden cho biết, Hoa Kỳ đang cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa và vũ khí tiên tiến hơn khi cuộc chiến của họ với Nga đang tiếp diễn. Viết trên mục ý kiến của New York Times hôm 31 tháng 5, ông Biden cho biết mục tiêu của Mỹ ở Ukraine là chứng kiến một Ukraine dân chủ, độc lập và có chủ quyền và thịnh vượng với các phương tiện để gian đe và tự vệ trước các hành động xâm lược tiếp theo. Ông cho biết, lô vũ khí mới sẽ cho phép tấn công chính xác hơn các mục tiêu quan trọng trên chiến trường Ukraine ông Biden đã cố gắng giải thích rõ ràng mục tiêu của Mỹ ở Ukraine là gì và cẩn thận lưu ý rằng Mỹ không muốn đụng độ trực tiếp vào Nga. Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến tranh giữa NATO và Nga, dù tôi không đồng ý với Putin và thấy hành động của ông ấy là một sự phẫn nộ, Hoa Kỳ sẽ không tìm cách lật đổ ông ấy ở Moscow. Ông Biden tiếp tục, miễn là Hoa Kỳ hoặc các đồng minh của chúng tôi không bị tấn công, chúng tôi sẽ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này. Bằng cách gửi quân đội Mỹ đến chiến đấu ở Ukraine, hoặc bằng cách tấn công các lực lượng Nga. Ông cũng nói rằng Mỹ không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho Ukraine tấn công bên ngoài biên giới của mình. Chúng tôi không muốn kéo dài chiến tranh chỉ để gây thêm đau đớn cho Nga. Ông Biden nói rằng các quan chức Mỹ hiện không thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Mặc dù những lời lẽ thỉnh thoảng của Nga nhằm làm dung chuyển thanh kiếm hạt nhân là nguy hiểm và cực kỳ vô trách nhiệm. Tôi xin nói rõ, Bất cứ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào trong cuộc xung đột này ở bất kỳ quy mô nào đều hoàn toàn không được chấp nhận đối với chúng tôi cũng như phần còn lại của thế giới và sẽ kéo theo những hậu quả nghiêm trọng, ông Biden viết. Các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ hôm 31 tháng 5 đã xác nhận với các phóng viên rằng Mỹ sẽ gửi cho Ukraine hệ thống tên lửa cơ động cao do Mỹ sản xuất được gọi là HIMARS như một phần trong gói hỗ trợ an ninh thứ 11 của nước này cho Ukraine. Các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ hôm 31 tháng 5 đã xác nhận với các phóng viên rằng Mỹ sẽ gửi cho Ukraine hệ thống tên lửa cơ động cao do Mỹ sản xuất, được gọi là HIMARS, như một phần trong gói hỗ trợ an ninh thứ 11 của nước này cho Ukraine. Các quan chức cho biết, HIMARS sẽ được trang bị vũ khí cho phép Ukraine phóng tên lửa cách mục tiêu khoảng 80 km, tương đương khoảng 49 dặm, ít hơn nhiều so với phạm vi tối đa của các hệ thống khoảng 300 km, tương đương khoảng 186 dặm nhưng lớn hơn nhiều so với bất kỳ điều gì Ukraine đã nhận được cho đến nay. Ví dụ, những lựu pháo Howitzers M777 mà Mỹ gửi cho Ukraine vào tháng trước chỉ có tầm bắn khoảng 25 km, tương đương khoảng 18 dặm. Trở lại với chiến trường Donbass, quân đội Nga đã bắt đầu đẩy quân phòng thủ Ukraine ra khỏi các vị trí trong thành phố Severodonetsk ở phía đông Ukraine. Phóng viên quốc tế cấp cao của CNN Matthew Chans, báo cáo rằng tình hình có vẻ không tốt cho các lực lượng Ukraine. Ông Charles nói với CNN, Chà, tình có vẻ không tốt cho các lực lượng Ukraine. Có rất nhiều cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra xung quanh Severodonetsk, thành phố lớn nhất còn sót lại dưới sự kiểm soát của Ukraine ở khu vực miền đông Ukraine. Nếu người Nga nắm quyền kiểm soát Severodonetsk, điều đó cũng tương ứng với một chiến thắng chính trị lớn. Nó có nghĩa là Moscow đã có toàn quyền kiểm soát khu vực Luhansk. Đây là một bước quan trọng để giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Theo ông Charles, trên thực tế, giao tranh cũng diễn ra ở những nơi khác khi lực lượng Ukraine chiếm lại lãnh thổ bị người nga tấn công trước đây, giết chết binh lính nga và phá hủy các phương tiện quân sự của nga. Khó có thể nói kết cục ở chiến trường miền đông Ukraine đã ngã ngũ. Si Gaidai, thống đốc vùng đô nói với đài truyền hình nhà nước Ukraine rằng có khoảng 15.000 thường dân còn đang ở Severodonetsk, trong khi 120.000 người được cho là đã chạy trốn khỏi đợt pháo kích của pháo binh nga. Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, ông Gaidai cho biết quân đội Ukraine bảo vệ Severodonetsk có thể rút lui qua sông Severskidonek để đến thành phố Lysychansk. Trong bối cảnh các lực lượng Nga tiến vào những mục tiêu quan trọng ở Donbass, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết tình hình đang cực kỳ khó khăn. Việc chiếm được hai thành phố Severodonetsk và Lysychansk được cho là sẽ giúp Moscow kiểm soát hiệu quả Luhansk và cho phép Điện Kremlin tuyên bố chiến thắng sau hơn 3 tháng giao tranh. Ukraine miễn nhiệm Ủy viên Nhân quyền liên quan đến việc xử lý các khiếu nại Nga tấn công tình dục. Thưa quý vị, hôm 31 tháng 5, Quốc hội Ukraine, Vekhovna Rada của Ukraine đã loại bỏ Liupila Denisova, Ủy viên nhân quyền của Quốc hội, khỏi vị trí của bà, theo Ukrainska Spravda. Động thái sa thải bà Denisova được đưa ra sau sự phẫn nộ về từ ngữ được sử dụng trong các báo cáo công khai về các cuộc tấn công tình dục do người Nga thực hiện, cũng như việc phổ biến thông tin chưa được xác minh trong các báo cáo đó bất chấp những cáo buộc từ Ukraine, Điện Kremlin tiếp tục bác bỏ thông tin rằng binh lính Nga đã phạm tội ác chiến tranh hoặc tấn công tình dục trong cuộc xâm lược. Tuần trước, các phương tiện truyền thông Ukraine và các nhà báo đã ký một bức thư ngỏ. Trong đó họ yêu cầu rằng các báo cáo liên quan đến hiếp dâm và tấn công tình dục phải được xuất bản một cách thận trọng, đặc biệt là khi liên quan đến trẻ em, theo bản dịch tiếng Anh của bức thư. Bức thư ngỏ cũng nói rằng, điều quan trọng là phải hiểu rằng tội phạm tình dục trong chiến tranh là một công cụ diệt chủng một công cụ tiến hành chiến tranh không có luật lệ, nhưng chúng không thể dùng làm tài liệu minh họa để thổi bùng cảm xúc của khán giả. Bức thư từ các nhà báo chỉ ra rằng, các báo cáo từ bà Denisova đã đi sâu vào chi tiết như thế nào về việc người Nga bị cáo buộc hiếp dâm trẻ em, một số trẻ chỉ mới 6 tháng tuổi. Bức thư cũng chỉ trích bà Denisova khi đưa ra các chi tiết của các trường hợp mà các nhà báo nói là chưa được xác minh và yêu cầu bà hãy kiểm tra sự thật trước khi công bố và chỉ tiết lộ thông tin có đủ bằng chứng. Bức thư tiếp tục nói rằng thông tin do văn phòng của bà Denisova đưa ra được giới truyền thông coi là sự thật và sau đó được sử dụng trong các bài báo và bài phát biểu của các nhân vật công chúng. Theo nền tảng tin tức trực tuyến Ukrinform, một thành viên của Quốc hội Ukraine, Pavlo Prolog đã đưa ra một số lý do khiến bà Denisova bị loại bỏ, bao gồm nhiều chi tiết về tội phạm tình dục không tự nhiên và lạm dụng tình dục trẻ em ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng không được hỗ trợ bởi bằng chứng và chỉ làm tổn hại đến Ukraine ông cũng tuyên bố rằng các lý do khác khiến ủy viên nhân quyền bị loại khỏi chức vụ bao gồm nhiều lần không thực hiện các nhiệm vụ của mình liên quan đến việc thiết lập các hành lang nhân đạo cũng như chống lại việc trục xuất người lớn và trẻ em khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Ukrska Pravda cũng báo cáo rằng hơn 230 trong số 450 thành viên của cơ quan lập pháp đã bỏ phiếu ủng hộ việc loại bỏ bà Denisova. Hiện chưa rõ ai sẽ đảm nhiệm vị trí này. Liên minh châu Phi cảnh báo kịch bản thảm họa về lương thực do chiến tranh Ukraine. Thưa quý vị, Tổng thống Senegal, nước đang giữ cương vị chủ tịch Luân phiên châu Phi cho rằng việc ách tắc tại các cảng biển ở Ukraine là nhân tố có thể gây ra viễn cảnh thảm họa về thiếu hụt lương thực trên diện rộng, đẩy giá lên cao trên khắp lục địa châu Phi. Theo TNP, phát biểu trước các lãnh đạo Liên minh châu Âu tham dự kỳ họp thượng đỉnh của khối tại Brussels, Bỉ trong ngày 31 tháng 5, với trọng tâm là trợ giúp Ukraine, Tổng thống Senegal Macky nói rằng việc Nga chặn xuất khẩu ngũ cốc và phân bón qua ngã biển đen là điều gây lo ngại với châu Phi. Khu vực có tới 282 triệu người rơi vào tình cảnh suy dinh dưỡng. Theo ông Shaw, giá phân bón tại châu Phi đã tăng gấp 3 lần so với thời điểm năm 2021. Theo tính sơ bộ, sản lượng ngũ cốc ở châu Phi sẽ bị suy giảm từ 20 đến 50 trong năm nay. Chúng tôi muốn các bên liên quan làm mọi việc trong khả năng để giải phóng các kho chứa ngũ cốc, bảo đảm vận chuyển hàng hóa và tiếp cận thị trường. Tổng thống Senegal bày tỏ quan điểm. Châu Phi nhập khẩu khoảng 44% sản lượng lúa mì từ Nga và Ukraine trong giai đoạn 2018 đến 2020. Chiến tranh Ukraine cùng với đứt gãy chuỗi cung ứng lương thực đã khiến giá mặt hàng này tăng cao. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Phi, giá lúa mì tại châu lục này đã tăng 45% kể từ hồi đầu năm. Cùng với việc thiếu hụt nhập khẩu lúa mì, Ngân hàng Phát triển Châu Phi cũng cảnh báo rằng sản lượng lương thực trên lục địa này có khả năng sụt giảm 20%, do nông dân phải trả thêm 300% cho lượng phân bón nhập khẩu của họ. Tiếp theo chương trình xin mời quý vị đến với quan điểm của ông Adam Jamorski, một sử gia và tác giả sinh ở Mỹ, lớn lên ở Anh, nói được tiếng Anh, Ba Lan, Pháp, Ý và Nga. Ông cho rằng cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger kêu gọi Ukraine cắt đất để đổi lấy hòa bình với Nga là điều ngu ngốc. Trong bài bình luận đăng trên báo Anh Daily Mail hôm 30 tháng 5, ông Jamorski cho biết chính khách cư cựu của Mỹ 99 tuổi tự ảo tưởng mình như một sử gia, nhưng ông ta dường như không biết gì về một số bài học của lịch sử. Và khi nói chuyện với các chức sắc đang tập hợp ở khu nghỉ mát trượt tuyết Thụy Sĩ, ông ta dường như không chịu thừa nhận sự thật vũ phàng trong di sản đáng tiếc của mình về thói thỏa hiệp vô nguyên tắc. Giờ đây Kissinger đang thúc giục Ukraine bắt đầu các cuộc đàm phán với Nga. Phất lờ thực tế rằng, Putin đã dứt khoát từ chối xem xét các cuộc đàm phán với chính phủ của Tổng thống Zelensky. Lý tưởng nhất, ranh giới phân chia nên trở lại nguyên trạng trước đây, Kissinger nói ở diễn đàn Davos. Đó là ông ấy muốn nói rằng xuất phát điểm cho các cuộc đàm phán là Nga được phép giữ Crimea, bán đảo của Ukraine bị Nga dùng vũ lực sáp nhập vào năm 2014. Và Donbass, khu vực biên giới ở miền đông Ukraine đã chứng kiến một số cuộc chiến đẫm máu nhất. Đối với tôi, gợi ý của Kissinger có mùi của Hiệp ước Munich năm 1938, khi Thủ tướng Vương quốc Anh lúc bấy giờ, Daniel Chamberlain, đã ưu đãi cho Hitler các phần đất của Trung Âu trong một nỗ lực trao đổi rồi bị thất bại, nhằm thỏa mãn cơn thèm khát có thêm lãnh thổ của nhà độc tài. Theo ông Zamoyski, một người như Kissinger từng chạy trốn Đức Quốc xã sang Mỹ như một người do Thái tị nạn ngay trong năm đó nên nhận ra tiếng vang vọng từ lịch sử. Thế nhưng không, thay vào đó Kissinger lập luận rằng phương Tây phải tránh việc xa lánh Nga, quốc gia mà ông tuyên bố là một phần thiết yếu của châu Âu trong 400 năm và là người bảo đảm cho cấu trúc cân bằng quyền lực của châu Âu. Không đúng, trên thực tế thành tích lớn nhất của Nga trong phần lớn thời gian đó, từ năm 1613 đến năm 1917, là mở rộng với tốc độ trung bình tương đương với 55 dặm vuông mỗi ngày. Trong 50 năm giữa 1772 và 1812, biên giới của Nga đã dịch chuyển về phía Tây gần 400 dặm và tại Đại hội viên năm 1815, nơi tìm cách khôi phục sự cân bằng quyền lực ở châu Âu sau các cuộc chiến tranh của Napoleon. Thủ tướng Áo, Metternich đã cho phép biên giới của Nga dịch chuyển thêm 100 dặm hoặc xa hơn vào châu Âu. Trên thực tế, đại hội đó và Nga đã không bảo đảm được hòa bình cho châu Âu trong thế kỷ 19. Bất ổn, Cách mạng và chiến tranh bùng lên khắp lục địa trong những thập niên sau đó, kết thúc bằng cơn biến động lớn vào năm 1914 khi Thế chiến 1 bắt đầu. Những gì Đại hội viên thực sự đạt được và những gì Kissinger dường như đang ủng hộ là đàn áp những nguyện vọng chính đáng của các dân tộc để tự cai trị. Lịch sử dạy chúng ta rằng khi những khát vọng mạnh mẽ đó bị đàn áp một cách thô bạo, cuối cùng chúng sẽ khởi phát thành bạo lực. Áo Đức và Nga đã bùng nổ vào năm 1917 và 1918, và gây nên chủ nghĩa Bolshevik, chủ nghĩa phát xít Lenin, Stalin và Hitler. Nó cũng giải thoát khỏi địa ngục không thể tưởng tượng được đối với người dân Ukraine, bao gồm cả nạn đói do Stalin gây ra đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Đây là bài học lịch sử mà Kissinger nên lưu ý. Thay vào đó, giờ đây ông lại khăng khăng rằng, nếu Ukraine muốn tồn tại và phát triển, thì nước này không được là tiền đồn của bên này chống lại bên kia. Nó phải đóng vai trò như một cầu nối giữa các bên. Theo sử gia Zamoyski, sự ngớ ngẩn của tuyên bố này hầu như không thể tin được. Ukraine là một tiền đồn của dân chủ và văn minh và nó đang đối đầu với bạo quyền và dã man. Hơn thế nữa, nó đã là một cầu nối, đưa ra những ý tưởng như tự do và dân chủ và cung cấp một cái nhìn về đời sống cho những người Nga bình thường nếu như Putin có thể cho phép họ. Đó chính xác là lý do tại sao nhà độc tài cảm thấy mình phải xâm lược đất nước này và cài đặt một chế độ bù nhìn có thể biến nó thành một Belarus khác. Tất cả những sự thật này dường như Kissinger đã bỏ qua. Theo Zamosky. Kissinger là một người tin tưởng vào kiểu chính trị thực dụng, real politics, trong đó chính trị được tiến hành dựa trên thực tiễn thay vì các nguyên tắc tư tưởng lớn. Nhưng ông ấy là một kẻ hành nghề kém cỏi. Một lý do là ông ta quá lý thuyết và nắm bắt thực tế kém. Một điều khác nữa là ông ta quá bị ấn tượng về quyền lực và không thể đối mặt với những kẻ bắt nạt. Những gì ông ấy giỏi là gói gọn bản tính nhu nhược này vào trong các cụm từ khoa trương bùi tai. Hôm 7 tháng 5, Ông cảnh báo rằng chúng ta phải nhận thức được sự khác biệt về hệ tư tưởng và cách thể hiện khi giao dịch với Nga hoặc Trung Quốc. Hệ tư tưởng duy nhất trong các hệ thống đó là chuyên chế và sự khác biệt duy nhất của cách thể hiện là giữa sự thật và dối trá. Ông tiếp tục nói rằng, chúng ta nên tránh đối đầu trừ khi chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng để khiến cho chế độ đó thay đổi. Ngoài ra, để tránh thuật ngữ xâm lược, Kissinger nói về tính toán sai lầm của Putin, như thể đó là một sự trượt ngã đáng tiếc nào đó cần được đối xử bằng sự khoan dung. Hitler chắc chắn đã tính toán sai lầm khi đưa xe tăng của mình vào Liên Xô năm 1941, nhưng mọi người vẫn gọi đó là một cuộc xâm lược. Thật kỳ lạ, Kissinger cũng tránh đề cập đến mệnh lệnh đạo đức là phải giúp đỡ những nạn nhân vô tội của hành động xâm lược, như người dân Ukraine rõ ràng là đang bị như vậy. Thay vào đó, ông ta nêu ra nguy cơ phương Tây đẩy Nga vào vòng tay của Trung Quốc qua việc đáp trả quá mạnh mẽ với Putin, từ đó tạo ra một liên minh đáng gờm giữa Moscow và Bắc Kinh. Nó có thể là một tin tức đối với ông ta, nhưng họ đã liên minh với nhau trong thái độ thù địch với phương Tây rồi. Kết luận sử gia Zamorsky cho rằng, Kissinger, người vẫn chìm đắm trong những lời tăng bốc mà ông nhận được từ người Trung Quốc khi ông còn là Ngoại trưởng Hoa Kỳ vào những năm 1970, vẫn kinh hãi trước quyền lực và sự giàu có của họ và tự huyễn hoặc rằng Cộng sản có thể là đối tác để hợp tác. Ông Zamorsky cũng đưa ra những bình luận gay gắt khi nói rằng ông ta chắc chắn sẽ đi vào lịch sử với tư cách là tên ngốc hữu dụng nhất của Putin và Tập Cận Bình. Mỹ, New Zealand cùng quan ngại về tham vọng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng New Zealand ngày 31 tháng 5 chia sẻ cùng quan ngại về nỗ lực của Trung Quốc trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng ở Thái Bình Dương. Theo Reuters, ông Joe Biden và bà Jacinda Ardern gặp nhau tại tòa bè ốc giữa lúc Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc đang công du khu vực đảo Thái Bình Dương. Chuyến đi vốn làm cho New Zealand và Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác của Mỹ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phải quan ngại. Đón tiếp Thủ tướng New Zealand tại phòng bầu dục, Ông Biden nói Washington không muốn chỉ thị cho khu vực mà muốn làm đối tác với họ. Thông cáo chung sau cuộc họp của đôi bên, có nêu mối quan ngại về thỏa thuận an ninh mới đây giữa Trung Quốc với quân đảo Solomon. Một quan chức cao cấp của Mỹ không muốn nêu tên cho hay, đôi bên đã bàn tới mối quan tâm chung về những khó khăn mà các đảo quốc Thái Bình Dương đối mặt và nhu cầu phải giúp họ đối phó với các vấn đề như COVID và biến đổi khí hậu. Dịch đậu mùa khỉ lan đến Hungary, Na Uy Thưa quý vị, vào ngày 31 tháng 5, hãng thông tấn nhà nước MTI của Hungary dẫn lời Giám đốc Cơ quan Y tế Hungary Cecilia Muller cho biết nước này đã xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đầu mùa khỉ. Theo bà Muller, bệnh nhân này là nam giới 38 tuổi và giới chức y tế vẫn đang điều tra xem liệu người này gần đây có đi nước ngoài hay không. Cùng ngày, Viện Y tế Công cộng FSI của Na Uy cho biết nước này đã xác định được trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, người nhiễm bệnh nói trên gần đây đã đi du lịch nước ngoài và trường hợp này có liên quan đến sự bùng phát dịch đang diễn ra ở châu Âu. Cũng trong ngày 31 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu có thể ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của bệnh động mùa khỉ hay không, đồng thời nhấn mạnh rằng mục tiêu của họ là ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh bằng cách ngăn chặn sự lây truyền từ người sang người ở mức độ tối đa có thể. Trong một tuyên bố, WHO giải thích, nhiều nước không có khả năng tiếp cận rộng rãi và ngay lập tức các công cụ để kiểm soát nó, bao gồm chuẩn đoán sẵn có, vaccine và phương pháp điều trị. Hơn 20 quốc gia những nơi không coi đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu đã ghi nhận các đợt bùng phát dịch do virus này gây ra, với hơn 300 trường hợp nhiễm được xác nhận hoặc nghi nhiễm hầu hết ở châu Âu. Nổ mỏ than vùi lấp nhiều người ở Colombia Thưa quý vị, có 14 thợ mỏ đang bị mắc kẹt trong một mỏ than ở miền Bắc Colombia sau khi xảy ra một vụ nổ dưới lòng đất tại khu vực mỏ này. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ. Mỏ than nằm ở thành phố Julia, theo thị trưởng của thành phố ông Manuel hiện chưa rõ tình trạng của 14 thợ mỏ trên, song có một thợ mỏ đứng trên mặt đất vào thời điểm xảy ra vụ nổ vào chiều 30 tháng 5 theo giờ địa phương đã bị bỏng toàn thân. Công tác cứu hộ đã nhanh chóng được khai triển, gia đình những thợ mỏ bị mắc kẹt đã tập trung tại hiện trường chờ đợi thông tin người thân. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Zepchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Mục tin tổng hợp trưa của DKN TV đến đây xin được kết thúc. Thu Lâm cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.